Đây là cái phần viết bảng ở video trước, thì ghi là tìm x ở số mũ lý thừa cơ bản. Đây có 4 câu 1, 2, 3, 4. Từ khóa hay là cái chú ý về cách làm ấy, nó là đưa về cùng cơ số. Khi mà cùng cơ số rồi thì mình cho số mũ bằng nhau, thì nó liên quan tới số mũ là nó có x ở trên đó mà. Rồi công thức lớp 6 đây, nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số thì mình trừ số mũ nhá. Còn nhân hai lũy thừa thì mình cộng số mũ. Thế nhưng mà mấy câu này thì chữa xong rồi, tự dưng nó lại có cái câu số 5 mà trong đề bài bạn chụp cho thầy nó như thế này này. 3 mũ x chia cho 32 thì lại bằng 243. Anh Hải Anh ơi, thử sức câu này đi. Nói ngồi đây nói cũng được mà thích thì vào đây cũng được. Câu số 5 đây này nó tiếp 4 cái câu dễ đây này. Thế con nói đi cũng được. 243 thì là 3 mũ 5. À, tức là anh Hải Anh nháp được là 243 thì bằng 3 mũ 5. Vì là 3 nhân 3 thì bằng 3 mũ 2 thì bằng 9. 3 nhân 3 nhân 3 thì bằng 3 mũ 3 là bằng 27. Cái này tự học thôi. 4 con số 3 mà nhân với nhau thì bằng 3 mũ 4 thì bằng 8, 81. Và khi mình nhân thêm một con số 3 vào đây thì ra 243. Vậy là 3 mũ 5 bằng 243. Tự nhớ. Thì bây giờ anh Hải Anh viết vào đây là 3 mũ 5. Rồi sao? 3 mũ 5 bên kia rồi thì... 32 thì sao? Con số 32. Ừ, 32 thì lại là không phải là 3 mũ mấy đâu. Mà lại là 2 mũ mấy cơ. Ờ, ảo thế. 32 bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 5. À, cũng là 2 mũ 5, đúng rồi. 2 mũ 2 thì bằng 4, 2 mũ 3 thì bằng 8, 2 mũ 4 thì bằng 16 và 2 mũ 5 thì bằng 32. Rồi, đây là chia cho 2 mũ 5. Bên này là 3 mũ x. Bây giờ con làm sao tiếp? Đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Trong phép chia thì người ta gọi cái bên phải. Lại lấy cái này chia cái này bằng cái này. Xong rồi làm gì tiếp? X ở đây đang là số bị ở số bị chia cơ mà. Số bị chia thì bằng thương nhân số chia chứ. Mình phải đưa hết số về một bên, x về một bên để mình có tư duy để mình lọc x sang một bên, số cụ thể sang một bên. Chứ còn cứ chia lộn tùng phèo lên chẳng giải quyết được gì, cứ biến đổi lòng vòng. Ở đây là 3 mũ x sẽ phải bằng 3 mũ 5 là thương nhân với 2 mũ 5. Thế cái này thì lớp 6 thì nó hơi quá, thì nó phải thành công thức của lớp 7, đó là A mũ N nhân B mũ N bằng... Ừ, đọc đi. A nhân B tất cả mũ N thì ở đây sẽ bằng 3 nhân 2 tất cả mũ 5. Như vậy là 3 mũ x thì như này. Và đến bài là 3 mũ x bằng 6 mũ 5. Rồi bây giờ giải sao tiếp? Nó lại không cùng cơ số. Nó không cùng cơ số. Đây là con số 3 thì dễ. Mà nếu đây là con số 9 cũng dễ. Vì 9 mình có thể đưa được về 3. Nếu đây là con số 27 nó cũng dễ. Tại vì 27 thì đưa được về 3. Nhưng con số 6 thì không đưa được về cơ số 3. Đến đây thì nếu như nó ở lớp 6 cộng với lớp 7 thì thầy khẳng định hình như là có vẻ sai đề, tức là đánh máy nhầm hoặc là bọn con chép đề nhầm cho thầy. Còn nếu mà nó ở lớp 11 khi mà chúng ta học về logarit rồi thì câu này nó lại rất là đơn giản. Bằng 6 mũ 5, chúng ta chỉ việc viết x vào đây bằng loga cơ số 3 của 6 mũ 5. Sau đó người ta viết gọn gàng ra là 5 nhân với loga cơ số 3 của 6 x bằng cái này. Nhưng nó phải ở lớp 10, 11 nhá. Đấy, thầy cứ chữa như vậy để cho bọn con kiểm tra lại cái đề bài.